máy bay Su-22U thuộc Quân chủng Phòng không Không quân của Việt Nam do Nga chế tạo cất cánh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong một phi vụ bay huấn luyện thì gặp nạn hôm 26 tháng 7, không rõ nguyên nhân. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức cho biết, tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi huyện Nghĩa Đàn vào khoảng trưa hôm 26 tháng 7. Theo truyền thông trong nước, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Báo Vietnamnet trích lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hai phi công bay huấn luyện đã thiệt mạng là Trung tá Khuất Mạnh Chí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921. Đại tá Nguyễn Khánh Duy, một phi công kỳ cựu, nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng đây là một tổn thất quá lớn. Ông cho biết cả hai phi công đều rất lão luyện, là vốn quý của lực lượng không quân. Vietnamnet trích lời ông Trương Thanh Hoài, Phó Chủ tịch huyện Nghĩa Đàn, cho biết máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ vụn. Ông Chu Văn Sáu, một người dân làng Dừa, chứng kiến cho truyền thông trong nước biết, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân thấy máy bay lảo đảo trên không nhiều lần và bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7 xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng, nói với VOA rằng chồng bà là một người vô tội. Theo bà Quý, kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1983, không được gặp gia đình mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý nói ông Lượng mắc nhiều chứng bệnh như bệnh gút, thoái hóa cột sống và đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ bảo chữa cho ông Lượng, trong tuần qua đăng một quyết định của Tòa án tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1 Điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Các cấp chính quyền có quyền có chức thì quý chồng tôi vào cái tội lật đổ chính quyền. Tôi và gia đình tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm nó là đứng đắn. Một ông Lượng thì làm rắng mà lật đổ chính quyền được. Cái chuyện ông ấy giúp dân để đòi quyền lợi, để đòi môi trường sạch, để đòi cho con em được định thương. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, giam giữ và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân và thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 7 trích dẫn một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội vừa qua cho biết luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, còn gọi là luật đặc khu, được rời sang kỳ họp sau là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến và khẳng định việc xây dựng các đặc khu là thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bị công chúng phản đối dữ dội khi chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hồi tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã phải ra quyết định lùi việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới vào tháng 10. Ý tưởng này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến hồi đầu tháng này, khi ông hứa sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội dự luật về đặc khu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về thời điểm cũng như quy trình thực hiện việc lấy ý kiến cho dự luật này. Thời gian qua, dự luật đặc khu đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ đủ mọi tầng lớp dân chúng. Cựu đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho rằng dự luật này không những thiếu vững chắc về các cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cũng cho rằng luật đặc khu đề ra nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc. Tháng trước, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước và ở nước ngoài, nơi có người Việt sinh sống để phản đối dự luật này. Theo tài liệu được công bố hôm 26 tháng 7, lý do lựa chọn 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được giải thích là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Dự kiến luật đặc khu sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra vào tháng tới, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8. Nữ diễn viên Mỹ và nhà hoạt động Jane Fonda, người đóng vai trò tích cực trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, nói rằng bà thất vọng và không thể chịu đựng được bộ phim tài liệu lịch sử chiến tranh Việt Nam phát hành hồi gần đây của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick.
xuất hiện trong một chương trình thảo luận bàn tròn của TCA nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu Jane Fonda in 5X trên kênh HBO sắp tới. Nữ diễn viên Jane Fonda được hỏi bà đã xem bộ phim tài liệu được khen ngợi của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick chưa? Bà Fonda, nổi tiếng với tên gọi Hà Nội Jane, trả lời ngay rằng: "Tôi không thể chịu được bộ phim đó, tôi rất thất vọng." Đạo diễn Ken Burns không hiểu vai trò của phong trào phản chiến Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Theo trang mạng Decider.com, nữ diễn viên 81 tuổi của Mỹ tỏ ra đặc biệt khó chịu về chuyện bà không được xuất hiện với những nhân vật nổi bật trong phong trào phản chiến Mỹ. Bà và chồng cũ, cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden, đều không được nhóm của đạo diễn Burns phỏng vấn cho bộ phim được trình chiếu vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó, khi trả lời các nhà báo về tấm ảnh đã khiến bà mang biệt danh Hà Nội Jane, nữ diễn viên Mỹ thú nhận rằng bà đã vô tâm khi ngồi lên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt trong chuyến đi thăm Hà Nội năm 1972. Tấm ảnh đã khiến cho nữ diễn viên Mỹ trở thành mục tiêu bị đả kích nặng nề trong giới cựu chiến binh Việt Nam cho mãi tới bây giờ. Nhiều người vẫn cho rằng bà là kẻ phản quốc. Nữ diễn viên Mỹ tỏ ra tự hào về các hoạt động phản chiến của bà và mô tả chiến tranh Việt Nam là một sự kiện làm thay đổi cuộc đời bà. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và tiếp theo đây là phóng sự tường trình từ Việt Nam. Làm nông nghiệp vốn dĩ là một ngành nghề có thu nhập thấp và vất vả. Tạo ra nông sản sạch như rau sạch, gia cầm sạch trong thời cạnh tranh khốc liệt với nông sản bẩn từ Trung Quốc là một canh bạc với người nông dân. Nhưng có những người, những gia đình chấp nhận chơi một canh bạc lớn, quyết tâm trồng rau sạch. Việc thua lỗ từ năm này sang năm khác với họ giống như một cuộc thử nghiệm. Đã có một làng rau sạch cho các nông dân ở thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hình thành từ nhiều năm nay với phương châm còn nước còn tác. Nếu làm, nếu được là ví dụ sao được vài triệu, phải không? Mà còn giống mưa lạnh đi thì nói chung máu là vất cả giống cả công, đôi chi là không có đồng mua luôn. Là cái công mình không bỏ luôn. Bây giờ làm giống cái kiểu đền bạc, họ đền bạc đó. Được ăn mà được con, còn cho chư là nói chung máu là không có thể là biết có được hay không đó. Nhiều lúc làm đi cho đêm nay cũng mưa cả rồi là đi luôn là chịu, là nói chung là vất cả giống cả công cả đôi gì bác hết rồi cuộc đất lại đó. Tùy theo mua ăn là giống như mua đi thì làm cải bè, cải riêng với salad, rồi cần mua đi thì rau gì được hết, nhưng mà qua mua hè là giống như salad với rau dền đâu mùng tới, chứ không mua đi mùng tới rau dền hẳn thơm. Trồng một cây rau sạch tốn công gấp 10 lần trồng một cây rau dùng phân thuốc hóa học, bởi trước khi trồng cả năm trời, người nông dân phải ủ phân chuồng cho hoai, phải mua bánh dầu và thu gom rạ mục để bón cây. Cây rau sạch tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học nên không có màu xanh mướt bắt mắt, bị sâu ăn lộ chỗ và thời gian thu hoạch kéo dài gấp rưỡi, gấp đôi lần so với dùng phân, thuốc hóa học. Khi mang ra chợ bán, người trồng rau sạch phải luôn thuyết phục người mua, bởi thói quen của người mua bao giờ cũng chọn rau xanh mượt, không bị sâu. Đó là tăng kiểu là nhanh, còn mình thì nói đúng như làm đi, là đúng ví dụ bên kia là một tháng thu hoạch, nhưng mình là có thể là kéo tới tháng rưỡi, mà còn cái mô đa số là thằng á, mà ví dụ giống khi mà sâu quá là một là bắt, mà còn không bắt là phải hủy rồi đó. Bỏ phân hóa học, bỏ rồi dâu bị bỏ rồi, cái họ nó chấp nó bán thôi, bán cho mình chơi. Tôi làm đây là chuyên luôn. Từ chăn nuôi cho tới làm rau màu này, đây là hầu như ngày mua 24 đấy. Nhiều chỗ là về rồi, là họ đã thu mua rồi. Chứ không phải là riêng gì, nói chung là tôi bán cái chợ bên đây, chợ vùng Thủy Tạng Xuyên ấy. Mà đa số là chợ đi về, là họ về thu mua đây, tặng dầu. Bây giờ làm là nói chung là thường là từ 2 giờ, 2 rưỡi là tôi đã dậy làm rồi. Bây giờ cái đợt mưa gió lạnh quá, làm được cái gì. Từ mấy năm là luôn tông hóa, tông đồ gì cũng có hết đủ hết. Bây giờ năm này là giờ không còn cái gì hết mấy. Giờ bắt đầu giống cái kiểu làm lại từ đầu. Thì trồng rau sạch rồi ăn cũng rau sạch luôn chứ còn lương tâm mình nói trồng rau sạch rồi bỏ phân hóa học rồi bơm thuốc trừ sâu nhiều mà ăn thôi chứ em mà làm rau chi ra thì vừa bán vừa ăn chúng luôn à. Chứ không phải là làm rau bên này để bảo bên kia để ăn lắm, có làm rau gì thì ăn rau đó. Sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch để bán ra thị trường, góp một tay giữ gìn môi trường, giữ gìn sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính bản thân,
là nỗi khát khao của rất nhiều nông dân Việt Nam khi mà con người đã biết sợ với các chất hóa học. Nhưng làm thế nào để tồn tại sản phẩm nông nghiệp sạch khi mà các loại sản phẩm nông nghiệp bẩn luôn có chỗ đứng và tác oai tác quái trên thị trường Việt Nam? Đó là câu hỏi mang tính sinh tồn của người nông dân Huế nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung. Với người nông dân, mạnh ruộng, mạnh vườn, cái chuồng và ao chuông, muôn đời là chiếc cần câu cơm tốt nhất và không thể thay thế. Nếu như việc canh tác ruộng đồng giúp nhà nông có hạt gạo để tồn tại, việc làm vườn giúp có đồng ra đồng vào để đi chợ, mua sắm, thì việc chăn nuôi giúp tích lũy làm nhà, cho con ăn học. Thế nhưng việc chăn nuôi trong thời gian gần đây trở thành gánh nặng, bởi heo rất giá, gà bị dịch cúm và rất giá, trâu bò không còn cỏ để chăn. Công việc chăn nuôi không còn giúp người nông dân cải thiện đời sống, nhà nông dần bỏ trống chuồng trại và đổi nghề. Chăn nuôi truyền thống thì mình thấy cũng càng ngày càng thấy cũng khó hơn so với hồi xưa thì cũng dễ, cỏ rác như trâu bò thì cỏ đồ nó dễ, trừ là còn khó. Như Nam vừa rồi lần lũ vậy, ai cũng lũ hết, lũ cỏ hay đừng nói thịt hay lấy vẫn lũ. Nuôi lai rồi không được đấy, cả làng đổ dịch rồi cháy rồi nuôi không có thu nhập không. Chuyển đổi mô hình chăn nuôi, chọn vật nuôi khác lạ theo phân khúc cao cấp đang là khuynh hướng chung của người nông dân, từ việc nuôi trồng hương, dúi cho đến hươu sao. Đương nhiên, thu nhập từ việc chăn nuôi cao cấp khá cao, nhưng không phải nông dân nào cũng đủ vốn để đầu tư. Bất cứ vì gà, hay là heo, hay là vợ chồng hương như mình này, cũng hay xui, chứ không có thể mà nói. Nhưng mà mình hay là mình nuôi lại nó đẻ, nó được phát triển lên, mình thấy đó là cũng hay. Với hơn nữa là cái riêng chồng hương á, mình thấy là nuôi nó có lãi suất cao, được, tốt. So với hồi xưa anh chị mình nuôi, mình thấy là nó lãi suất nó đạt hơn so với mấy loại vật nuôi khác á. Tận dụng không gian chuồng trại nuôi heo, nuôi gà trước đây để trồng các loại nấm rơm, nấm mối, nấm mộc nhị cũng là một cách thoát bế tắc của người nông dân. Và việc đầu tư trồng nấm cũng tốn kém không nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật và cả sự may mắn. Tình trạng chuồng trại bị bỏ hoang vẫn là tình trạng chung của hầu hết nhà nông. Hơn nữa, nguồn thực phẩm tự nhiên để chăn nuôi cũng ngày một cạn kiệt. Như hồi xưa thì cả lúa má cốm gì đó trậu đi. Cái chú này xác này, xác rồi cho heo ăn, là biết ra lon nó cát vô, náo cốm quậy lên nó ăn chất lượng nhất. Cái trừ họ không bỏ luôn bò cái nó, họ có dục nhóm đồ Trung Quốc, thái Trung Quốc là sẽ sợ rồi. Cái dục vô đó ăn lặng nó như thổ mà cái vô hồng hồ, hồi xưa heo đâu có hồng hồ đâu, do đồ nó sồn sồn đó mà ăn ngon lắm. Cũng sau này thì mình cũng không rõ được, không rõ, không biết được sau này đang do nhờ cái giá cả nó cao là mình thấy được, mình thấy chứ cái giá cả mình cũng không quyết định được phải không? Nói chung là nhiều người đã bỏ hết chăn nuôi rồi, đầu họ nuôi trang trại là nhiều, họ nuôi trang trại là nhiều, chứ còn họ kêu thâu đổm bỏ cái đời sống với sức khỏe của mình cho họ đi lồng nông này, cái lồng thê cho họ rửa chán quấn đồ đó, cái rồi cũng như chạy bản thân chạy này xóa ngày vô la nhòa dọn dẹp bo và xóa đây tới tiếng gia kiếm trai ngồi quay qua về nuôi con đó. Cũng không đủ đau gì đâu mà thâu kệ ngồi mùa hâu nước mát là bày hơi. Nếu như trước đây nhà nông chỉ cần dùng thân cây chuối, cám gạo và rau khoai cho heo ăn thì bây giờ rau khoai trở thành nguồn rau sạch có nhiều dinh dưỡng của con người, cám gạo thì có giá quá cao. Theo kinh nghiệm của nhà nông thì 5 ký cám sẽ cho ra 1 ký thịt, trong khi đó mỗi ký cám có giá dao động từ 5 đến 6 ngàn đồng. Mỗi ký thịt bán ra chỉ dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng. Tính cách gì cũng lộ, không nuôi thì khỏi lộ nếu như còn nghĩ tới lương tâm và không dùng bộ tăng trọng của Trung Quốc. Thành thử ra, nhà nông bỏ chăn nuôi như một quy luật. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, một người đàn ông bị thương ở tay khi một quả bom tự chế mà ông mang theo người đã nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, 26 tháng 7. Cảnh sát nói rằng, người đàn ông 26 tuổi, người vùng Nội Mông của Trung Quốc, đã mang theo quả bom chế từ pháo hoa. Vụ nổ xảy ra gần khu vực những người xếp hàng vào Đại sứ quán phỏng vấn để nộp đơn xin thị thực đi Mỹ. Hình ảnh đăng trên phương tiện truyền thông xã hội sau vụ nổ cho thấy một đám mây khói lớn bao trùm không khí bên ngoài khu ngoại giao ở thủ đô Trung Quốc. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc.
Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc trước đó cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ tẩm xăng đầy người, bị nghi là toan tính tự thiêu gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Hiện chưa có tin tức nào nói liệu hai sự cố này có liên quan với nhau hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu đã nhất trí làm việc hướng tới không thuế quan và không trợ cấp đối với những mặt hàng không phải xe ô tô. Tổng thống công bố các thỏa thuận cùng với Chủ tịch Ủy hội EU Jean-Claude Juncker tại Nhà Trắng hôm thứ Tư sau cuộc hội kiến của họ về tranh chấp thương mại của ông Trump với EU. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu các rào cản thương mại và gia tăng giao thương về dịch vụ, hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm y tế, cũng như đậu nành. Đậu nành là một vấn đề lớn, và Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức mua rất nhiều đậu nành. Họ là một thị trường khổng lồ, mua rất nhiều đậu nành từ nông dân của chúng ta. Ông Juncker cho biết, ông đã đạt được một thỏa thuận với ông Trump để cố gắng giảm bớt căng thẳng thương mại. Ông Juncker cũng cho biết, miễn là các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, EU sẽ hoãn áp đặt thêm thuế quan và đánh giá lại thuế quan hiện thời đối với thép và nhôm. Huyền thoại cricket của Pakistan, Imran Khan, tuyên bố chiến thắng hôm thứ Năm trong một cuộc tổng tuyển cử đầy chia rẽ và nói rằng ông đã sẵn sàng lãnh đạo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này sau khi việc kiểm phiếu bị trì hoãn và các đối thủ cáo buộc gian lận bầu cử. Trong một bài diễn văn được truyền hình từ nhà riêng gần thủ đô Islamabad, ông Khan, 65 tuổi, kêu gọi mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Mỹ và cầu hòa với địch thủ hàng đầu của Pakistan là Ấn Độ. Ông cũng hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho người nghèo và loan báo ông sẽ biến tư dinh chính thức của Thủ tướng ở thủ đô thành một cơ sở giáo dục thay vì sống trong đó. Nhưng những người ủng hộ cựu Thủ tướng Nawaz Sharif bị cầm tù, cáo buộc ông Khan toa dập với quân đội, nói rằng số phiếu bầu đã bị gian lận và gọi chuyện này là một cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ ở một nước có lịch sử nằm dưới quyền cai trị quân sự. Với khoảng một nửa số phiếu được đếm từ cuộc bầu cử hôm thứ Tư, Đảng Phong trào Pakistan vì Công lý của ông Khan đang dẫn đầu với cách biệt to lớn ở nước với đa số dân là người Hồi giáo, theo Ủy ban bầu cử của Pakistan cho biết. Thành công của ông trong cuộc tuyển cử là sự trỗi dậy đáng kinh ngạc cho một người quyết liệt bài trừ tham nhũng với phần lớn sự nghiệp chính trị được gây dựng ngoài rìa chính trường Pakistan. Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ vừa mở cửa một triển lãm nhỏ về cuộc cách mạng của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh từ năm 1775 đến năm 1783. Cuộc triển lãm giới thiệu khá nhiều hiện vật quý như khẩu súng mà tướng George Washington đã sử dụng trong cuộc bao vây Yorktown, cuộc chiến đã dẫn đến chiến thắng mang tính quyết định vào năm 1781, cùng nhiều hiện vật nguyên bản đáng chú ý khác. Còn đây là bản gốc của hai bức tranh mô tả lại cuộc chiến tại Yorktown, đã được vẽ để gửi tặng vua Louis XVII của Pháp, một đồng minh quan trọng của các thuộc địa Bắc Mỹ khi đó. Đã đến Washington thì không thể bỏ qua việc tham quan hệ thống bảo tàng khổng lồ ở đây rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn tìm hiểu về mối quan hệ của Pháp và các thuộc địa ở khu vực Bắc Mỹ khi đó. Tôi nghe nói đây là lần đầu tiên hai bức tranh về trận chiến Yorktown được giới thiệu cùng lúc tới công chúng. Chúng thật đẹp. Và quan trọng hơn, chúng giúp tôi hiểu hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Triển lãm cũng giới thiệu tới du khách nền kinh tế của Mỹ trong giai đoạn trước và sau khi giành độc lập khỏi đế quốc Anh. Trước khi giành độc lập, các thuộc địa Bắc Mỹ là nơi cung cấp thuốc lá, da thú, quặng sắt và một số kim loại quý cho nước Anh và châu Âu. Ngược lại, mọi vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, từ dao dĩa cho tới các loại vải cao cấp, nhạc cụ hay các loại đồng hồ thì đều phải nhập khẩu từ Anh. Chỉ sau khi giành độc lập, Hoa Kỳ mới phát triển được kỹ nghệ để từng bước trở thành một quốc gia hùng mạnh. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống có phần dễ dàng hơn như ngày hôm nay, nhiều người đã không còn nhớ tới quá khứ và những gì đã diễn ra trong lịch sử. Những triển lãm như thế này là rất cần thiết để chúng ta được biết về những hy sinh và cả những gian khổ của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng lên nước Mỹ hôm nay. Đây là mô hình chiến hạm trong trận hải chiến then chốt Chesapeake năm 1781 giữa Liên minh thuộc địa Pháp và Hải quân Hoàng gia Anh, mở đường cho chiến thắng quyết định tại Yorktown. Bên cạnh đó là nhiều hiện vật khác liên quan đến trận hải chiến quan trọng này. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu những đồng tiền vàng và tiền bạc của Tây Ban Nha và Pháp được lưu hành tại Bắc Mỹ cách đây hơn 2 thế kỷ, cũng như các vật dụng liên quan đến cuộc sống thường nhật vào thời điểm đó. Triển lãm sẽ còn mở cửa miễn phí chào đón du khách trong suốt năm nay.
Bộ xương hóa thạch của một con khủng long bạo chúa T-Rex sẽ được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại thủ đô Washington mang ra trưng bày. Được khai quật tại tiểu bang Montana, đây là một trong những bộ xương T-Rex lớn và hoàn thiện nhất từng được tìm thấy. Bộ xương khủng long này sẽ nằm trong một cuộc triển lãm lớn hơn giới thiệu về lịch sử hàng tỷ năm của sự sống trên trái đất. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Từng mảnh xương của con khủng long T-Rex được đưa đến trong những kiện hàng lớn. Một trong số các kiện hàng chứa hai chiếc xương đùi khổng lồ, xương sọ với bộ hàm sắc nhọn đồ sộ được đặt trong một kiện hàng khác. Tuy nhiên, người phụ trách bảo tàng, ông Matthew Carano, nói với chúng tôi rằng chiếc xương sọ này chỉ là tiêu bản, bộ xương thật quá dễ vỡ nên sẽ không được mang ra trưng bày. Một chú khủng long bạo chúa trưởng thành, giống như mẫu vật mà chúng tôi có ở đây, có chiều dài khoảng 12 đến 13 mét, cao 5 mét và nặng chừng từ 5 đến 10 tấn. Nó có một bộ nanh tuyệt vời dài đến 15 cm, có thể nghiền nát những khúc xương cứng. Không chỉ quan trọng vì có rất nhiều đoạn xương gốc, bộ xương T-Rex này còn giúp các nhà khoa học khám phá ra nhiều điều về loài khủng long ăn thịt này. Đây là mẫu hóa thạch đầu tiên có sự xuất hiện của xương tay khủng long bạo chúa. Chúng ta biết rằng tay của T-Rex rất bé, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra rất nhiều điều về khủng long trong những năm gần đây, bao gồm cả tuổi của chúng. Chứ T-Rex này chết khi còn đang trong độ tuổi thiếu niên. Tới tuổi 20, loài khủng long bạo chúa có thể gần đạt tới kích thước tối đa. Sau đó, mặc dù có dài và cao thêm đôi chút, phần lớn trong số chúng đều béo lên, cũng không khác mấy so với con người. Không giống khu trưng bày hóa thạch tối tăm trước đây, khu triển lãm mới này sẽ mang đến những khắc họa chính xác hơn về mặt khoa học, cách mà các loài khủng long đã từng sống ra sao. Kirk Johnson, giám đốc viện bảo tàng cho biết, hơn 700 hiện vật sẽ được mang ra trưng bày. Bên cạnh các bộ xương hóa thạch, chúng tôi còn có những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, sẽ có những bảng thông tin có khả năng tương tác kỹ thuật số. Chúng tôi có tất cả mọi thứ để mang lại cảm giác chân thực cho du khách ở mọi lứa tuổi. Ông Johnson hy vọng hàng triệu du khách đến tham quan khu trưng bày mới này khi nó được mở cửa vào tháng 6 năm tới sẽ thấy thích thú và thu nạp được thêm nhiều thông tin. Nếu họ còn trẻ, tôi hy vọng họ hiểu rằng họ có thể trở thành một phần của tương lai, rằng họ có thể tự tìm tòi khám phá, trở thành các nhà khoa học, thúc đẩy sự tiến bộ trên hành tinh này và hướng tới tương lai. Những chiếc xe dã ngoại hay còn gọi là RV vốn xuất hiện hàng loạt tại Mỹ trong những năm 1930 là hiện thân cho tình yêu đối với xe cộ và sự tự do của người Mỹ, càng ngày sẽ càng phổ biến hơn. Cho tới nay, hơn 9 triệu người dân nước này sở hữu những chiếc RV và họ thích cái cảm giác được du ngoạn và ngủ trong căn hộ di động này mỗi dịp nghỉ lễ. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Mary D. McGuire Magnoli đang mải mê tập một bài nhạc đồng quê ngay trước chiếc xe dã ngoại của mình. Cô mua căn hộ di động này hồi năm ngoái và cho tới giờ cô cảm thấy không thể hài lòng hơn. Đây là phòng ngủ, tôi thiết kế thêm rèm để tăng tính riêng tư. Đây là căn bếp nhỏ của tôi, đủ chỗ cho hai người. Đây là nơi nấu ăn. Chúng tôi còn có một chiếc lò vi sóng và cả tủ lạnh nữa. Chúng nhỏ thôi, chạy bằng điện, ga hoặc pin. Thế nên chiếc xe có nhiều nguồn cung cấp năng lượng. RVs là một phần không thể thiếu của văn hóa Mỹ. Chúng nhỏ gọn, linh hoạt và mang đến một giải pháp du lịch giá rẻ, giúp tiết kiệm chi phí tới 60% cho một gia đình 4 người. Nó nhỏ và nhẹ, chỉ nặng tầm 1,2 tấn, thế nên dùng xe hơi thông thường cũng có thể kéo được. Đó là lý do vì sao tôi mua nó. Tôi là một nhạc sĩ, tôi đến tham dự rất nhiều festival âm nhạc, đôi lúc chỉ để vui vui, thi thoảng thì đi cùng cả ban nhạc. Đây là cách để sống thoải mái, bởi tôi quá chán việc ngủ lều rồi. Có hai loại RV phổ biến, một loại có tên là Fifth Wheel Trailers, được móc vào sau xe hơi. Loại khác là Campers, có vẻ ngoài giống như một chiếc xe bus và có thể tự di chuyển. Tuy nhiên, cho dù RV giống như một căn hộ mini, chúng vẫn có thể mang lại những trải nghiệm cao cấp và rộng rãi. Chiếc RV này chẳng hạn, nó có một bếp, một tủ lạnh, bình nước nóng và có tới 8 chiếc giường. Chúng tôi có máy giặt và máy sấy, phòng tắm và cả một cái toilet nhỏ. Nhờ nó, chúng tôi không phải lo lắng về vệ sinh của phòng khách sạn. Ngủ lều thì không thể có đệm hơi và những thứ linh tinh khác nữa. Chúng tôi mang nó đi khắp nơi, ra cả bờ biển bởi nó là nhà của chúng tôi. Nó sạch sẽ, thân thuộc và chúng tôi có thể tự nấu đồ ăn.
Và theo chủ nhân của những chiếc RV này thì chúng không chỉ được dùng trong những ngày hè ấm áp. Rất nhiều chiếc RV có hệ thống điều hòa và đôi khi là cả lò sưởi điện. Những tiện nghi này biến RV thành một lựa chọn hoàn hảo cho những kỳ nghỉ tại các khu trượt tuyết. Bạn biết đấy, khi mà bạn mang theo một chiếc xe lều trại kiểu này, mọi thứ rẻ hơn nhiều. Chúng tôi có thể cắm trại mỗi dịp cuối tuần. Nó gần giống như đi nghỉ dưỡng vậy, chỉ cách đây một tiếng đồng hồ. Ai cũng có thể lái một chiếc RV mà không cần bất kỳ loại giấy phép đặc biệt nào. Tuy nhiên, tài xế phải rất cẩn thận bởi những chiếc RV với kích cỡ lớn đồng nghĩa với việc có nhiều điểm mù hơn. Nó giống như lái chiếc xe bình thường thôi, nhưng với một chiếc xe lớn như vậy thì bạn phải thực sự cẩn thận. Bởi nếu bạn không chú ý, chiếc xe sẽ không thể phanh lại dễ dàng như xe hơi thông thường. Về cơ bản, chúng ta phải kéo theo một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, du ngoạn trên chính căn nhà của mình không phải là rẻ. Một chiếc RV có giá từ 10.000 đô la cho tới tận nửa triệu đô. Chiếc máy bay Su-22U thuộc Quân chủng Phòng không Không quân của Việt Nam do Nga chế tạo cất cánh từ Thanh Hóa đến Nghệ An trong một phi vụ bay huấn luyện thì gặp nạn hôm 26 tháng 7, không rõ nguyên nhân. Hãng tin Reuters trích lời một viên chức cho biết, tai nạn xảy ra tại vùng đồi núi huyện Nghĩa Đàn vào khoảng trưa hôm 26 tháng 7. Theo truyền thông trong nước, lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút. Báo Vietnamnet trích lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hai phi công bay huấn luyện đã thiệt mạng là Trung tá Khuất Mạnh Chí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921. Đại tá Nguyễn Khánh Duy, một phi công kỳ cựu, nói với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng đây là một tổn thất quá lớn. Ông cho biết cả hai phi công đều rất lão luyện, là vốn quý của lực lượng không quân. Vietnamnet trích lời ông Trương Thanh Hoài, phó chủ tịch huyện Nghĩa Đàn, cho biết máy bay khi rơi xuống đã gây tiếng nổ lớn, vỡ vụn. Ông Chu Văn Sáu, một người dân làng Dừa chứng kiến cho truyền thông trong nước biết, khoảng 11 giờ 15 phút, người dân thấy máy bay lảo đảo trên không nhiều lần và bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Gia đình của nhà hoạt động nhân quyền Lê Đình Lượng lên tiếng kêu cứu trước phiên tòa ngày 30 tháng 7 xét xử ông với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ của ông Lê Đình Lượng nói với VOA rằng chồng bà là một người vô tội. Theo bà Quý, kể từ khi bị bắt vào ngày 24 tháng 7 năm ngoái cho đến nay, ông Lượng, một cựu chiến binh tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1983, không được gặp gia đình mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin. Bà Quý nói ông Lượng mắc nhiều chứng bệnh như bệnh gút, thoái hóa cột sống và đau dạ dày và cần được thăm nuôi. Luật sư Hà Huy Sơn, người sẽ bào chữa cho ông Lượng, trong tuần qua đăng một quyết định của Tòa án tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Đình Lượng bị truy tố theo khoản 1 Điều 79. Theo điều khoản này, ông Lượng phải đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến chung thân hoặc tử hình. Các cấp chính quyền, có chức thì quý chồng tôi vào cái tội lật đổ chính quyền. Tôi và gia đình tôi phải cứ chuyển chồng tôi làm nó là đứng đắn. Một ông Lượng thì làm rắn mà lật đổ chính quyền được. Cái chuyện ông ấy giúp dân để đòi quyền lợi, rồi đòi môi trường sạch, rồi đòi cho con em được đến trường. Hôm 26 tháng 7, Hội Anh Em Dân Chủ lên tiếng nói rằng việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, giam giữ và xét xử ông Lê Đình Lượng là vi phạm nhân quyền. Truyền thông Việt Nam tố cáo ông Lượng cấu kết với các phần tử Việt Tân và thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Truyền thông trong nước hôm 26 tháng 7 trích dẫn một tài liệu phục vụ cho việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội vừa qua cho biết luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, còn gọi là luật đặc khu, được rời sang kỳ họp sau là để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến và khẳng định việc xây dựng các đặc khu là thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bị công chúng phản đối dữ dội khi chuẩn bị thông qua tại kỳ họp hồi tháng 6, Quốc hội Việt Nam đã phải ra quyết định lùi việc biểu quyết dự luật gây tranh cãi này sang kỳ họp tới vào tháng 10. Ý tưởng này cũng đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến hồi đầu tháng này, khi ông hứa sẽ xin ý kiến rộng rãi các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân trước khi trình Quốc hội dự luật về đặc khu. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào về thời điểm cũng như quy trình thực hiện việc lấy ý kiến cho dự luật này. Thời gian qua, dự luật đặc khu đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối từ đủ mọi tầng lớp dân chúng. Cựu đại biểu Quốc hội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết cho rằng dự luật này không những thiếu vững chắc về các cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh cũng cho rằng luật đặc khu đề ra nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc. Tháng trước, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp cả nước và ở nước ngoài, nơi có người Việt sinh sống để phản đối dự luật này. Theo tài liệu được công bố hôm 26 tháng 7, lý do lựa chọn 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được giải thích là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn, nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Dự kiến luật đặc khu sẽ được Ủy ban Thường vụ. Đây là lần đầu tiên hai bức tranh về trận chiến Yorktown được giới thiệu cùng lúc tới công chúng. Chúng thật đẹp và quan trọng hơn, chúng giúp tôi hiểu hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử. Triển lãm cũng giới thiệu tới du khách nền kinh tế của Mỹ trong giai đoạn trước và sau khi giành độc lập khỏi đế quốc Anh. Trước khi giành độc lập, các thuộc địa Bắc Mỹ là nơi cung cấp thuốc lá, da thú, quặng sắt và một số kim loại quý cho nước Anh và châu Âu. Ngược lại, mọi vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, từ dao dĩa cho tới các loại vải cao cấp, nhạc cụ hay các loại đồng hồ thì đều phải nhập khẩu từ Anh. Chỉ sau khi giành độc lập, Hoa Kỳ mới phát triển được kỹ nghệ để từng bước trở thành một quốc gia hùng mạnh. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống có phần dễ dàng hơn như ngày hôm nay, nhiều người đã không còn nhớ tới quá khứ và những gì đã diễn ra trong lịch sử. Những triển lãm như thế này là rất cần thiết để chúng ta được biết về những hy sinh và cả những gian khổ của các thế hệ đi trước trong quá trình xây dựng lên nước Mỹ hôm nay. Đây là mô hình chiến hạm trong trận hải chiến then chốt Chesapeake năm 1781 giữa Liên minh thuộc địa Pháp và Hải quân Hoàng gia Anh, mở đường cho chiến thắng quyết định tại Yorktown. Bên cạnh đó là nhiều hiện vật khác liên quan đến trận hải chiến quan trọng này. Ngoài ra, triển lãm cũng giới thiệu những đồng tiền vàng và tiền bạc của Tây Ban Nha và Pháp được lưu hành tại Bắc Mỹ cách đây hơn 2 thế kỷ, cũng như các vật dụng liên quan đến cuộc sống thường nhật vào thời điểm đó. Triển lãm sẽ còn mở cửa miễn phí chào đón du khách trong suốt năm nay. Bộ xương hóa thạch của một con khủng long bảo chúa T-Rex sẽ được Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại thủ đô Washington mang ra trưng bày. Được khai quật tại tiểu bang Montana, đây là một trong những bộ xương T-Rex lớn và hoàn thiện nhất từng được tìm thấy. Bộ xương khủng long này sẽ nằm trong một cuộc triển lãm lớn hơn giới thiệu về lịch sử hàng tỷ năm của sự sống trên trái đất. Sau đây là tường trình chi tiết của chúng tôi. Từng mảnh xương của con khủng long T-Rex được đưa đến trong những kiện hàng lớn. Một trong số các kiện hàng chứa 2 chiếc xương đùi khổng lồ, xương sọ với bộ hàm sắc nhọn đồ sộ được đặt trong một kiện hàng khác. Tuy nhiên, người phụ trách bảo tàng, ông Matthew Carano, nói với chúng tôi rằng chiếc xương sọ này chỉ là tiêu bản, bộ xương thật quá dễ vỡ nên sẽ không được mang ra trưng bày. Một chú khủng long bạo chúa trưởng thành, giống như mẫu vật mà chúng tôi có ở đây, có chiều dài khoảng 12 đến 13 mét, cao 5 mét và nặng chừng từ 5 đến 10 tấn. Nó có một bộ nanh tuyệt vời dài đến 15 cm, có thể nghiền nát những khúc xương cứng. Không chỉ quan trọng vì có rất nhiều đoạn xương gốc, bộ xương T-Rex này còn giúp các nhà khoa học khám phá ra nhiều điều về loài khủng long ăn thịt này. Đây là mẫu hóa thạch đầu tiên có sự xuất hiện của xương tay khủng long bạo chúa. Chúng ta biết rằng tay của T-Rex rất bé, nhưng chúng ta chưa bao giờ thực sự nhìn thấy nó. Các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra rất nhiều điều về khủng long trong những năm gần đây, bao gồm cả tuổi của chúng. Chú T-Rex này chết khi còn đang trong độ tuổi thiếu niên. Tới tuổi 20, loài khủng long bạo chúa có thể gần đạt tới kích thước tối đa. Sau đó, mặc dù có dài và cao thêm đôi chút, phần lớn trong số chúng đều béo lên, cũng không khác mấy so với con người. Không giống khu trưng bày hóa thạch tối tăm trước đây, khu triển lãm mới này sẽ mang đến những khắc họa chính xác hơn về mặt khoa học, cách mà các loài khủng long đã từng sống ra sao. Kirk Johnson, giám đốc viện bảo tàng cho biết, hơn 700 hiện vật sẽ được mang ra trưng bày. Bên cạnh các bộ xương hóa thạch, chúng tôi còn có những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, sẽ có những bảng thông tin có khả năng tương tác kỹ thuật số. Chúng tôi có tất cả mọi thứ để mang lại cảm giác chân thực cho du khách ở mọi lứa tuổi. Ông Johnson hy vọng hàng triệu du khách đến tham quan khu trưng bày mới này khi nó được mở cửa vào tháng 6 năm tới sẽ thấy thích thú và thu nạp được thêm nhiều thông tin. Nếu họ còn trẻ, tôi hy vọng họ hiểu rằng họ có thể trở thành một phần của tương lai, rằng họ có thể tự tìm tòi khám phá, trở thành các nhà khoa học, thúc đẩy sự tiến bộ trên hành tinh này và hướng tới tương lai. Những chiếc xe dã ngoại hay còn gọi là RV vốn xuất hiện hàng loạt tại Mỹ trong những năm 1930 là hiện thân cho tình yêu đối với xe cộ và sự tự do của người Mỹ, càng ngày sẽ càng phổ biến hơn.
Cho tới nay, hơn 9 triệu người dân nước này sở hữu những chiếc RV và họ thích cái cảm giác được du ngoạn và ngủ trong căn hộ di động này mỗi dịp nghỉ lễ. Mời quý vị theo. Mỗi ký thịt bán ra chỉ dao động từ 35 đến 40 ngàn đồng. Tính cách gì cũng lộ, không nuôi thì khỏi lộ nếu như còn nghĩ tới lương tâm và không dùng bộ tăng trọng của Trung Quốc. Thành thử ra, nhà nông bỏ chăn nuôi như một quy luật. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, một người đàn ông bị thương ở tay khi một quả bom tự chế mà ông mang theo người đã nổ bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, 26 tháng 7. Cảnh sát nói rằng, người đàn ông 26 tuổi, người vùng Nội Mông của Trung Quốc, đã mang theo quả bom chế từ pháo hoa. Vụ nổ xảy ra gần khu vực những người xếp hàng vào Đại sứ quán phỏng vấn để nộp đơn xin thị thực đi Mỹ. Hình ảnh đăng trên phương tiện truyền thông xã hội sau vụ nổ cho thấy một đám mây khói lớn bao trùm không khí bên ngoài khu ngoại giao ở thủ đô Trung Quốc. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc. Tờ Global Times của nhà nước Trung Quốc trước đó cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một người phụ nữ tẩm xăng đầy người, bị nghi là toan tính tự thiêu gần Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Hiện chưa có tin tức nào nói liệu hai sự cố này có liên quan với nhau hay không. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Liên minh châu Âu đã nhất trí làm việc hướng tới không thuế quan và không trợ cấp đối với những mặt hàng không phải xe ô tô. Tổng thống công bố các thỏa thuận cùng với Chủ tịch Ủy hội EU Jean-Claude Juncker tại Nhà Trắng hôm thứ Tư sau cuộc hội kiến của họ về chính sách thương mại của ông Trump với EU. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu các rào cản thương mại và gia tăng giao thương về dịch vụ, hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm y tế, cũng như đậu nành. Đậu nành là một vấn đề lớn và Liên minh châu Âu sẽ bắt đầu gần như ngay lập tức mua rất nhiều đậu nành. Họ là một thị trường khổng lồ, mua rất nhiều đậu nành từ nông dân của chúng ta. Ông Juncker cho biết, ông đã đạt được một thỏa thuận với ông Trump để cố gắng giảm bớt căng thẳng thương mại. Ông Juncker cũng cho biết, miễn là các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, EU sẽ hoãn áp đặt thêm thuế quan và đánh giá lại thuế quan hiện thời đối với thép và nhôm. Huyền thoại cricket của Pakistan, Imran Khan, tuyên bố chiến thắng hôm thứ Năm trong một cuộc tổng tuyển cử đầy chia rẽ và nói rằng, ông đã sẵn sàng lãnh đạo quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này sau khi việc kiểm phiếu bị trì hoãn và các đối thủ cáo buộc gian lận bầu cử. Trong một bài diễn văn được truyền hình từ nhà riêng gần thủ đô Islamabad, ông Khan, 65 tuổi, kêu gọi mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Mỹ và cầu hòa với địch thủ hàng đầu của Pakistan là Ấn Độ. Ông cũng hứa sẽ tạo công ăn việc làm cho người nghèo và loan báo ông sẽ biến tư dinh chính thức của thủ tướng ở thủ đô thành một cơ sở giáo dục thay vì sống trong đó. Nhưng những người ủng hộ cựu thủ tướng Nawaz Sharif bị cầm tù, cáo buộc ông Khan toa dập với quân đội, nói rằng số phiếu bầu đã bị gian lận và gọi chuyện này là một cuộc tấn công nhắm vào nền dân chủ ở một nước có lịch sử nằm dưới quyền cai trị quân sự. Với khoảng một nửa số phiếu được đếm từ cuộc bầu cử hôm thứ Tư, Đảng Phong trào Pakistan vì Công lý của ông Khan đang dẫn đầu với cách biệt to lớn ở nước với đa số dân là người Hồi giáo, theo Ủy ban bầu cử của Pakistan cho biết. Thành công của ông trong cuộc tuyển cử là sự trỗi dậy đáng kinh ngạc cho một người quyết liệt bài trừ tham nhũng với phần lớn sự nghiệp chính trị được gây dựng ngoài rìa chính trường Pakistan. Bảo tàng lịch sử quốc gia Hoa Kỳ vừa mở cửa một triển lãm nhỏ về cuộc cách mạng của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ chống lại đế quốc Anh từ năm 1775 đến năm 1783. Cuộc triển lãm giới thiệu khá nhiều hiện vật quý như khẩu súng mà tướng George Washington đã sử dụng trong cuộc bao vây Yorktown, cuộc chiến đã dẫn đến chiến thắng mang tính quyết định vào năm 1781, cùng nhiều hiện vật nguyên bản đáng chú ý khác. Còn đây là bản gốc của hai bức tranh mô tả lại cuộc chiến tại Yorktown đã được vẽ để gửi tặng vua Louis XVII của Pháp, một đồng minh quan trọng của các thuộc địa Bắc Mỹ khi đó. Đã đến Washington thì không thể bỏ qua việc tham quan hệ thống bảo tàng khổng lồ ở đây rồi. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn tìm hiểu về mối quan hệ của Pháp và các thuộc địa ở khu vực Bắc Mỹ khi đó. Tôi nghe nói đa số là giờ đi về, là về thu mua đây, tặng dầu phía làm là nói chung là thường là từ 2 giờ 2 rưỡi là tôi đã dậy làm rồi. Bây giờ đợt mưa gió lạnh quá làm được cái gì? Từ mấy năm là lùng tông quá tông
đồ gì cũng có hết đủ hết. Bây giờ năm nay là giờ không còn cái gì hết mấy. Bây giờ bắt đầu giống cái kiểu làm lại từ đầu. Thì trồng rau sạch rồi ăn cũng rau sạch luôn chứ còn lương tâm mình nói trồng rau sạch rồi bỏ phân hóa học rồi bơm thuốc trừ sâu nhiều mà không ăn thôi chứ em mà làm rau chi ra thì vừa bán vừa ăn chúng luôn à. Chứ không phải là làm rau bên này để bảo bên kia để ăn lắm, có làm rau gì thì ăn rau đó. Sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch để bán ra thị trường, góp một tay giữ gìn môi trường, giữ gìn sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính bản thân là nỗi khát khao của rất nhiều nông dân Việt Nam khi mà con người đã biết sợ với các chất hóa học. Nhưng làm thế nào để tồn tại sản phẩm nông nghiệp sạch khi mà các loại sản phẩm nông nghiệp bẩn luôn có chỗ đứng và tác oai tác quái trên thị trường Việt Nam? Đó là câu hỏi mang tính sinh tồn của người nông dân Huế nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung. Với người nông dân, mạnh ruộng, mạnh vườn, cái chuồng và ao chuông, muôn đời là chiếc cần câu cơm tốt nhất và không thể thay thế. Nếu như việc canh tác ruộng đồng giúp nhà nông có hạt gạo để tồn tại, việc làm vườn giúp có đồng ra đồng vào để đi chợ, mua sắm, thì việc chăn nuôi giúp tích lũy làm nhà, cho con ăn học. Thế nhưng việc chăn nuôi trong thời gian gần đây trở thành gánh nặng, bởi heo rất giá, gà bị dịch cúm và rớt giá, trâu bò không còn cỏ để chăn. Công việc chăn nuôi không còn giúp người nông dân cải thiện đời sống. Nhà nông dần bỏ trống chuồng trại và đổi nghề. Chăn nuôi truyền thống thì mình thấy cũng càng ngày càng thấy cũng khó hơn so với hồi xưa. Hồi xưa thì cũng dễ, cỏ rác như trâu bò thì cỏ đồ nó cũng dễ, trừ là còn khó. Như Nam vừa rồi là lộ chạy, cũng lộ hết. Lộ cỏ hay đừng nói thịt hay lấy vẫn lộ. Thằng nuôi lai rồi, hầu không được đến con. Thằng nàng đổ dịch, đổ cháy rồi. Chuyển đổi mô hình chăn nuôi, chọn vật nuôi khác lạ theo phân khúc cao cấp đang là khuynh hướng chung của người nông dân, từ việc nuôi chồn hương, dúi cho đến hươu sao. Đương nhiên, thu nhập từ việc chăn nuôi cao cấp khá cao, nhưng không phải nông dân nào cũng đủ vốn để đầu tư. Bất cứ vì gà hay là heo hay là chồn hương như mình này, cũng hay xui chứ không có thể mà nói. Nhưng mà mình hay là mình nuôi lại nó đẻ, nó được phát triển lên. Mình thấy đó là cũng hay. Với hơn nữa là cái riêng chồn hương á, mình thấy là nuôi nó có lãi suất cao, được tốt so với hồi xưa anh chị nuôi. Mình thấy là nó lãi suất nó đạt hơn so với mấy loại vật nuôi khác á. Tận dụng không gian chuồng trại nuôi heo, nuôi gà trước đây để trồng các loại nấm rơm, nấm mối, nấm mộc nhì cũng là một cách thoát bế tắc của người nông dân. Và việc đầu tư trồng nấm cũng tốn kém không nhỏ, đòi hỏi kỹ thuật và cả sự may mắn. Tình trạng chuồng trại bị bỏ hoang vẫn là tình trạng chung của hầu hết nhà nông. Hơn nữa, nguồn thực phẩm tự nhiên để chăn nuôi cũng ngày một cạn kiệt. Như hồi xưa thì cả lúa má cốm gì đó trậu, cái chuối này xác này, xác rồi cho heo ăn là biết cái ra lon nó cát vô náo cốm quậy lên để ăn chất lượng nhất. Cái trừ họ không bỏ luôn bò cái nó, họ có dục nhóm đồ Trung Quốc, thái Trung Quốc lại sẽ sợ rồi. Cái dục vô đó ăn nặng nó như thổ một cái doan hồng hồ. Hồi xưa heo đâu có hồng hồ đâu, do đồ nó sùng sùng đó mà ăn ngon lắm. Cũng sau này thì mình cũng không rõ được, không rõ, không biết được sau này đang do nhờ cái giá cả nó cao là mình thấy được, mình thấy chứ nó giá cả mình cũng không quyết định được phải không. Nói chung là nhiều người đã cũng bỏ hết chăn nuôi rồi, rồi họ nuôi trong trại là nhiều, họ nuôi trong trại là nhiều. Cái cầu họ kêu thâu đổng bỏ cái đời sống với sức khỏe của mình cho họ đi lồng nông này, cái lồng thê cho họ rửa chán quấn đồ đó, cái rồi cũng như chạy bản thân chạy này xó ngày vô la nhòa dọn dẹp bo và xó đây cái tới tiếng gia kiếm người ta ngồi quay qua gì nuôi con đó cũng không đủ đau gì đâu mà thâu kệ ngồi mùa hâu nước mát là bày hơi. Nếu như trước đây nhà nông chỉ cần dùng thân cây chuối, cám gạo và rau khoai cho heo ăn thì bây giờ rau khoai trở thành nguồn rau sạch có nhiều dinh dưỡng của con người. Cám gạo thì có giá quá cao. Theo kinh nghiệm của nhà nông thì 5 kg cám sẽ cho ra 1 kg thịt. Trong khi đó, 1 kg cám có giá dao động từ 5 đến 6 ngàn đồng. Quốc hội xem xét và cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ diễn ra vào tháng tới, từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 8. Nữ diễn viên Mỹ và nhà hoạt động Jane Fonda, người đóng vai trò tích cực trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam, nói rằng bà thất vọng và không thể chịu đựng được bộ phim tài liệu lịch sử chiến tranh Việt Nam phát hành hồi gần đây của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick. Xuất hiện trong một chương trình thảo luận bàn tròn của TCA nhằm quảng bá cho bộ phim tài liệu Jane Fonda in 5X,
trên kênh HBO sắp tới. Nữ diễn viên Jane Fonda được hỏi bà đã xem bộ phim tài liệu được khen ngợi của hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick chưa? Bà Fonda, nổi tiếng với tên gọi Hà Nội Jane, trả lời ngay rằng: "Tôi không thể chịu được bộ phim đó, tôi rất thất vọng." Đạo diễn Ken Burns không hiểu vai trò của phong trào phản chiến Mỹ trong việc kết thúc chiến tranh Việt Nam. Theo trang mạng Decider.com, nữ diễn viên 81 tuổi của Mỹ tỏ ra đặc biệt khó chịu về chuyện bà không được xuất hiện với những nhân vật nổi bật trong phong trào phản chiến Mỹ. Bà và chồng cũ, cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden, đều không được nhóm của đạo diễn Burns phỏng vấn cho bộ phim được trình chiếu vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó, khi trả lời các nhà báo về tấm ảnh đã khiến bà mang biệt danh Hà Nội Jane, nữ diễn viên Mỹ thú nhận rằng bà đã vô tâm khi ngồi lên nòng súng cao xạ của quân đội Bắc Việt trong chuyến đi thăm Hà Nội năm 1972. Tấm ảnh đã khiến cho nữ diễn viên Mỹ trở thành mục tiêu bị đả kích nặng nề trong giới cựu chiến binh Việt Nam cho mãi tới bây giờ. Nhiều người vẫn cho rằng bà là kẻ phản quốc. Nữ diễn viên Mỹ tỏ ra tự hào về các hoạt động phản chiến của bà và mô tả chiến tranh Việt Nam là một sự kiện làm thay đổi cuộc đời bà. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và tiếp theo đây là phóng sự tường trình từ Việt Nam. Làm nông nghiệp vốn dĩ là một ngành nghề có thu nhập thấp và vất vả. Tạo ra nông sản sạch như rau sạch, gia cầm sạch trong thời cạnh tranh khốc liệt với nông sản bẩn từ Trung Quốc là một canh bạc với người nông dân. Nhưng có những người, những gia đình chấp nhận chơi một canh bạc lớn, quyết tâm trồng rau sạch. Việc thua lỗ từ năm này sang năm khác với họ giống như một cuộc thử nghiệm. Đã có một làng rau sạch do các nông dân ở thị trấn Xìa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hình thành từ nhiều năm nay với phương châm còn nước còn tác. Nếu làm, nếu được là ví dụ sao được vài triệu, phải không? Mà còn giống mưa lạnh ấy thì nói chung máu là vất cả giống cả công, đôi khi là không có đồng mua luôn. Là cái công mình không có đâu. Bây giờ làm giống cái kiểu đền bạc, họ đền bạc đó. Được ăn mà được con cho chư là không, nói chung máu là không có thể là biết có được hay không đó. Nhiều lúc làm đi cho đêm nay cũng mưa cả rồi là đi luôn là chịu, là nói chung là vất cả giống cả công cả đôi khi vất hết rồi cuộc đất lại đó. Tùy theo mua ăn, giống như mua đi thì làm cải bè, cải ren với salad, rồi cần mua đi thì rau gì được hết, nhưng mà qua mùa hè là giống như salad với rau dền đâu mùng tới, chứ còn mua đi mùng tới rau dền hẳn thơm. Trồng một cây rau sạch tốn công gấp 10 lần trồng một cây rau dùng phân, thuốc hóa học. Bởi trước khi trồng cả năm trời, người nông dân phải ủ phân chuồng cho hoai, phải mua bánh dầu và thu gom rạ mục để bón cây. Cây rau sạch tuyệt đối không phun thuốc trừ sâu, không dùng phân bón hóa học nên không có màu xanh mướt bắt mắt, bị sâu ăn lộ chỗ và thời gian thu hoạch kéo dài gấp rưỡi, gấp đôi lần so với dùng phân, thuốc hóa học. Khi mang ra chợ bán, người trồng rau sạch phải luôn thuyết phục người mua, bởi thói quen của người mua bao giờ cũng chọn rau xanh mượt, không bị sâu. Đó là tăng trưởng là nhanh, còn mình thì nói đúng như làm đi, là đúng ví dụ bên kia là một tháng thu hoạch, nhưng mình là có thể là kéo tới tháng rưỡi, mà còn cái mô đa số là thằng mà ví dụ giống khi mà sâu quá là một là bắt mà còn không bắt là phải hủy rồi đó. Bỏ phân hóa học, bỏ rồi dâu bị bỏ đó, rồi cái nhỏ nó chấp nó bán cho mừng chơi. Tôi làm đây là chuyên luôn. Từ chăn nuôi cho tới làm rau màu này đây là hầu như ngày mua 24 đấy. Nhiều chỗ là về rồi, là họ đã thu mua rồi. Chứ không phải là riêng gì, nói chung là tôi bán chợ bên đây, vùng cái đặc xuyên ấy.